Rồi, rồi, rồi anh em nha. Đơ xin AD giới. Chịu không biết đi lane luôn. Hay à. Sao anh em đi gần luôn hay ao? Ao ha. Ao nha anh em, đi gần rồi. Ông kia không ông không có đi lane được. Anh em muốn chơi thì đợi chơi thôi, gì ngán nè. Xem đợi đánh con này đừng có ghiền. Nói chốt. Đánh con này đừng có ghiền, vô gan test nha. Vô gan test nó sụp điểm đấy. Con này khó chơi lắm đấy. Bên kia gì thì gì Taki rồi với lại này Higo, hai thằng em gặp Under Raya. Under cào cho xem Raya của sĩ đơ nè. Gì vậy, cắm mắt luôn hả, lớn hả, chân lớn hả, giờ tấp nè, còn nghệ thuật liều gừng nè. Anh này đã chơi cũng được game rồi đó, đã chơi được game rồi. Thôi tập trung ai sao Ender ra sao Leebot nè, báo cho team nè. Lý bot đấy, tiếp nhận thông tin chưa? Tiếp nhận thông tin thì like lên một cái. Xưa đâu trên gần mà anh em cứ giỡn hoài. Giỡn nè. Không, kiến tạo cho bạn có mạng liền. Kiến tạo lấy. Mấy ông đang bật cái quét lên, mấy ông đừng có lộ, đâu có thấy tầm nhìn đâu. Cho lẹm qua, ai chấp tự giết nó. Đây được, đây được. Thoát animal đi. Thoát animal đi, bro. Mấy cái sao? Giỡn hoài. Người đi gần 15 phút đầu mà giỡn. Trời ơi. Dã man không? À da. Gì vậy? À lỗi dữ vậy. À, thiếu tí đàm kìa. Một cái đất này nó không ưu tiên mấy con ít máu ta. Sao nó ưu tiên con đứng gần vậy? Phải ưu tiên ít máu chứ. Này da. Đừng trúng nha. Ủa, trúng khóc luôn á. Khó chịu chưa? Khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm chứ gì? Khó chịu quá nhưng tao biết phải làm sao. Rồi làm gia sùng nữa coi.
Tướng tục vãi nồi. Ủa gì cái tướng này nó không có khôn, nó con bạn nó bật cái e rồi, nó không cho bay vô cái e các bạn, không có điều khiển được anh em ơi, bật cái g không có điều khiển được. Tướng này nó không có khôn, nó khôn rồi đi vô cái lòng bạn là chết kìa. Đời đánh giá cả hơi cao Lee Sin á, nghĩ là Lee Sin nó sẽ quy trúng rồi mình g mình cover thằng Ash. Cào 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 cuồng loạn đó giả nè. Bay tới đây đúng súng súng chạy hộ, chạy hộ, không quýnh nữa, không quýnh nữa. Chơi con này là bấm một nút thôi. Này nhàn hơn Yumi nữa. Không quýnh nữa. Giỡn hoài Itaki. Hư với Itaki. Em hư nha Itaki. Em hư là Under giết đấy. Anh nói Under. Tụi đời có tiêu đề Under Gaia hả? Under Gaia Yalu với hai em Team Secret. Yalu sướng sướng. Tương ngàn năm thầy cũng vậy. À đang chờ ơi từ gió cây đấy, mất ba con cây đấy rồi, không để tôi stun á. Ơi không quỷ được, không quỷ được, không quỷ được. Dễ yeah. Độ xanh nó không quỷ chưa được, không có e không quỷ được, mất quyền kiểm soát. Ủa mất quyền kiểm soát thiệt cả chứ. Rồi xuống tím em, xuống kiếm em Taki coi. Under cuồng loạn và hả em Taki. Rồi 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 đẹp 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 đẹp. Trời ơi cái đúp. Hay à. À mất kiểm soát, mất kiểm soát rồi. Ây à. Trời ơi xanh. Ao ao ao. Ủa sao này hit gun ghê vậy? Ôi tôi nội. Hit gun cái đó người thường sao hit gun. Lại đờ lại đờ. À, con này dễ dễ chơi ngu quá chết liền ha. Cẩn thận á. Dễ chết chơi ngu quá. Lên ga nữa, cả A nữa chầm mày. À rồi chúng nó bay vô trụ chính chứ lầy. Ừ hay vậy. À bay cái gờ quỷ thì quỷ ma thì chứ đang bay cây sang kia sang lát khi bay vô. Ôi xanh á. Ơi như ta ký gia số có tibi hay sao á, nó có tibi ăn đó. Ừ ừ ơi ngủ chút kìa ấy rồi chút luôn ấy. Ây da. Quỷ này sao tôi mình đâm đầu vô không vậy? Ừ. À.
Hay vậy. Á gờ chúng bạc chi nó bay qua kia. Trời ơi, khi gỗ hạt quá vậy, chơi game hạt quá vậy, đổ kìa. Sắp có mùi thua, tìm lại yếu quá. Nó đồng hồ được chúng ta. Nice sir. Nice sir. Chủ luôn. Ôi. Nice sir. Ơi. Nó có lát không vậy? Ừ, bị gãn luôn. Nice sir. Sim. Ước gì vậy? Ước gì bắn được như thằng ác này. Thằng ác này bắn được. Tuần quỷ tuần ma. Cộng một click nữa chứ sao? Tết tướng mình đánh nát.